Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honorlist 125 ABS 2025 tại đại lý Việt Nam với nhiều thay đổi thú vị cho người tiêu dùng. Mấy ngày gần đây, thông tin về cái chiếc Lead 125 ABS 2025 đang trở nên sốt dẻo hơn bao giờ hết và không để nhiều cái fan trong ngóng quá lâu. Hôm nay chúng tôi có dịp trình yên cái mẫu xe máy mới này, mang đến một cái vài cảm nhận khách quan cơ bản về cái mẫu xe mới. Đầu tiên, khi nhìn thấy em ấy, ta thể nhận thấy thay đổi rõ ràng chính là cái phần mặt trước chiếc xe. Cái cụm đèn pha với việc tinh chỉnh cái phần xi nhan cùng với những cái được mạ rơm của cái chữ V mang đến một cái phong cách tương đồng với cái chiếc SX300i của hãng Honda từng ra mắt trước đây. Không chỉ cái phần mặt trước, cái phần đèn chiếc xe cũng được làm tươi mới, khi mang cho mình phong cách thiết kế có phần góc cạnh hơn so với thiết kế người tiền nhiệm, với một vài điểm nhấn và những cái đường viền mạ rơm xung quanh cho đèn. Ngoài những thay đổi thiết kế ở mặt trước, tôi thấy nhãn sức Nhật Bản còn thay đổi cái phần chè trước từ cái dạng một cái mảnh sang hai mảnh. Việc chuyển sang thế này ở phần thiết kế sẽ giúp cho dễ dàng thay thế hơn cũng như tối ưu cái chi phí trong trường hợp bị hỏng hóc. Và một cái điểm quan trọng là việc cái chiếc Lead 125/2025 đó chính là bổ sung cái phanh ABS kèm theo là heo 2 bis bên trước, tương tự như cái dòng xe gần đây được trình làng. Cái phần mắt độc ABS nó cũng được tích hợp vào cái phần đĩa chứ không tách rời. Cái điểm nhấn này sẽ tối ưu cái chi phí sản xuất, đồng thời tiết kiệm cái chi phí thay thế sau quá trình dùng chiếc xe của người tiêu dùng. Như mua lại sẽ khiến cho nhiều anh em gặp khó khăn đôi chút khi lên những cái bài dọn kiển cho cái chiếc xe cưng của mình. Đến cái phần sàn xe, chúng tôi ấn tượng khi nhìn từ trên xuống, đó là cái cụm đồng hồ đã được tái thiết kế lại với một cái phần ốp nhựa bóng mang cho mình cái sự nổi bật hơn và thể thao hơn khi so với phiên bản cũ. Một vài thay đổi nhỏ nhỏ khác đối với tôi cũng rất là thích, đó chính là hốc chứa đồ nhỏ ở phía yếm xe. Hãng cũng rất tinh tế khi được bố trí thêm một cái hàng chứa đồ nhỏ ngay trên cái nắp hộc, cũng rất là tiện lợi để bỏ cái chìa khóa hay là thẻ từ. Ngoài ra, cái kích thước hộc ở bên trong nó cũng lớn hơn so với phiên bản cũ, nên cái khả năng chứa đồ cũng tối ưu hơn trong quá trình sử dụng. Hơn thế, cái phần cốt cài cũng được hãng cải tiến, mà đến cái khả năng đóng mở dễ dàng, nhất là phòng các trường hợp để đồ cài lại có thể là chưa khớp mà bung ra trong quá trình di chuyển. Thì một cái chi tiết mà các anh em mua xe vừa đi gia đình không thể bỏ qua, đó chính là cái móc treo đồ. Thiết kế cải tiến đôi chút giúp cho người lái dễ dàng thao tác bằng một tay. Cái này mà anh em chở người yêu hay vợ mua đi trà sữa móc vào lấy ra rất là dễ dàng hơn khá nhiều. Quá trình tìm hiểu chúng tôi được biết và thấy cái phần ở khóa cốp được hãng làm lại với cái phần cốt có thêm cái ngàm nhựa tăng cái độ chắc chắn. Đây là cái điều mà tôi thấy Honda đã lắng nghe người tiêu dùng. Xe chở vợ con gia đình đi mà cái phần yên lỏng lẻo quá đi ở những cái chỗ dàn sóc sẽ gây khó chịu cho người ngồi phía sau. Ngoài ra, cái phần cốp này có hai cái điểm nâng cấp đáng giá nữa, không thể thiếu đối với một cái chiếc tay ga cho gia đình. Đó là trang bị thêm cái đèn ở trong cốp xe, cũng như có thêm một cái vách ngăn giúp cho người dùng có thể sắp xếp vị trí đồ đạc theo mục đích ở dụng riêng biệt. Vì tiện ích trong quá trình vận hành, cái phần ta thắng của cái chiếc xe này ở cái phần đùm cũng như cái phần nắp còi cũng là một trong hai cái điểm nhấn mà nhiều cái tín đồ của Ninja List 205 cảm thấy hài lòng. Cái cụm phanh trên cái tay lái cũng đã chuyển sang cái dạng là kéo cáp sang cái dạng là phanh thế lực có khóa bánh tương tự như cái chiếc là Wado 105 đang được phân phối tại Việt Nam. Còn cái phần nồi xe với việc thay đổi tí xíu cái vách mái trái đem tính cái việc thay nhớt bảo dưỡng dễ dàng hơn nếu người dùng muốn tự thay nhớt mái và hộp số tại nhà. Ngoài nhiều cái điểm nhấn kể trên, những chi tiết còn lại trên cái chiếc Lead 125/2025 nó cũng vẫn giữ nguyên so với hình người tiền nhiệm, như cái phần đèn hậu vuốt nhọn kết hợp với cái phần chè sau dài. Vị trí các xi nhan, đèn, còi và những cái đề nổ thì vẫn giữ nguyên, mang đến cái sự quen thuộc đối với các chị em hay anh em đang muốn lên đời hệ mới. Cái phần bô được thiết kế một vài điểm mà tôi là không thích, đó chính là cái phần hồng xả. Hãng cũng đã thiết kế một cái hồng xả nhỏ hơn, có thể mục đích chính là tối ưu cái khả năng xả khí thải đạt được cái tiêu chuẩn an toàn. Nói đôi chút về cái khả năng vận hành, nhiều khả năng cái chiếc Honda Lead 125/2025 vẫn tận dụng cho mình động cơ XV+, xanh đơn, trung tích thật 125cc làm mát bằng dung dịch,
phun sơn tử cho ra công suất 11 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 8.500 phút, mô men xoắn cực đại là 11,7 Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.250 vòng trên phút. Động cơ được tích hợp cái công nghệ cắt động cơ tổng hợp E-Stop và tích hợp bộ đề ACG. Hiện tại thì Honda Nam vẫn chưa công bố mức giá bán của cái chiếc Honda Lead 125 ABS 2025. Theo nhiều anh em, với cái việc nâng cấp kể trên kèm với mức giá bán dự đoán sẽ hơn 50 triệu. Khi ra biển, anh em có đủ tự tin để xuống tiền rước một em xe mày về nhà với nhiều cái nâng cấp lên đời cho cái chiếc xe của mình chưa? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.